đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung bật mí bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi Nguyễn Hồng Nhung có vẻ giàu kinh nghiệm trên mảnh đất tình yêu, chị nói sau cuộc hôn nhân đầu tiên chị đã gặp phao thủng. Nhiều khán giả muốn chị chia sẻ rõ hơn về chiếc phao thủng này. Nói đến cái phao thủng ấy thì cũng là một kinh nghiệm và là một bài học cho tôi trong chuyện tình cảm. Đó là phải biết mạnh dạn từ chối khi không đủ cảm xúc với đối phương. Trên thực tế tôi vẫn biết tôi sẽ không thể yêu người ta được và cũng không nhìn thấy tương lai dài lâu với người ấy. Bởi tôi là một người phụ nữ sống theo cảm xúc. Nhiều lúc người ta có vẻ hy sinh cho tôi tất cả, nhưng tôi vẫn nói cho họ biết rằng tôi không thể cho họ hoàn toàn trái tim của tôi. Chuyện tình cảm của chị cũng khá lận đận, thế nhưng khi chia tay, chị thường chọn cách giải quyết êm đẹp không ồn ào. Tôi là người của công chúng nên quan điểm đẹp khoe xấu che, chẳng hay ho gì khi mình ly hôn hay từ bỏ một mối quan hệ, đặc biệt khi hai người có con chung con cái. Trừ trường hợp không có thiện chí và cư xử thiếu văn minh, kém quân tử hay chối bỏ trách nhiệm và bản lĩnh của người đàn ông. Gặp người đàn ông vô trách nhiệm như thế thì có thể tôi lựa chọn giải pháp cắt đứt liên hệ để được bình an và tập trung lo cho con gái. Dạo này thấy chị giảm cân khá nhiều so với trước và cũng xinh đẹp hơn. Phải chăng đổ vỡ khiến người đàn bà đẹp hơn và chín hơn? Phụ nữ bị tổn thương nhiều trong tình cảm thực chất vì chính mình từng đánh mất bản thân, không biết thương yêu và để ý chăm sóc cho mình. Cho nên một bà mẹ đơn thân như tôi càng ngày phải càng nỗ lực yêu thương mình hơn. Chị từng nói, bây giờ ai đến với tôi là mãn nguyện vì tôi đã tìm được bí kíp để hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Chị có thể chia sẻ bí kíp này được không? Tôi nói chơi vậy thôi, chứ còn người ai không có khuyết điểm. Chính tôi bây giờ còn không dám tin vào hạnh phúc. Tôi cảm thấy trước khi đến với hai chữ tình yêu thì phải nhìn lại hoàn cảnh của mình. Con thì nhỏ dại và bệnh tật, ai dám tới tôi? Và bản thân tôi cũng chẳng muốn họ phải thêm phiền phức gì. Thôi thì cứ vui được ngày nào thì vui. Trong lần tái xuất mới nhất cùng ca sĩ Ngọc Anh và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung không những được khen xinh đẹp, hát có hồn hơn, mà chị còn được đề nghị nên thử sức với vai trò MC bởi cách nói năng hoạt bát vui nhộn. Liệu chị có định lấn sân? Cảm ơn khán giả đã khen ngợi trong chương trình Music Box do Trung tâm Ca nhạc Thúy Nga thực hiện mới đây. Với Nhung, chị Kỳ Duyên là một MC thần tượng bởi chị quá duyên dáng cùng chất giọng để đời. Nói không quá, chị như một huyền thoại trong làng MC. Tôi làm sao dám sánh vai? Chắc tại chương trình hôm đó xoay quanh chủ đề tình yêu, tôi nói trúng tủ, trúng tim của nhiều phụ nữ nên mới được ủng hộ. Ngoài đời, tôi chưa có dịp nào thử sức với vai trò MC, nhưng nếu khán giả thương và ủng hộ thì biết đâu sẽ có một ngày Dung sẽ thử sức xem mình đến đâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.